kho dữ liệu bên trong của mình khác nhau ha. Kho dữ liệu đó chính là tiềm thức. Vậy bây giờ chúng ta sẽ học cách để mình biết được kho dữ liệu đó vận hành như thế nào. Chúng ta làm đúng theo cách vận hành của tiềm thức mình để giúp cho chúng ta chinh phục được mọi mục tiêu một cách dễ dàng nhất. À, cũng giống như tất cả những cái đồ dùng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mình, ví dụ như điện thoại, xe hơi, xe máy, đúng không ạ? À, máy tính, điều hòa, tất cả những cái đồ dùng trong gia đình của mình. Nếu chúng ta muốn sử dụng được tất cả các cái công năng của đồ dùng đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cách sử dụng, đúng không ạ? Tìm hiểu về cách vận hành. Khi chúng ta tìm hiểu kỹ rồi thì chúng ta sẽ sử dụng được toàn bộ công năng của cái đồ vật mà chúng ta mua về, chúng ta sử dụng cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của mình. Chính vì thế, tâm thức của chúng ta cũng vậy, con người của chúng ta chính là một cỗ máy. Vậy thì cái cỗ máy đó được điều hành bởi cái tâm thức bên trong, và cái tâm thức đó là bao gồm ý thức và tiềm thức. Và ý thức thì như chúng ta đã biết rồi, ý thức thì nó chỉ có chiếm là 5% thôi, một phần nhỏ thôi, 5 đến 10%. Giống như việc chúng ta sử dụng tất cả những cái bộ phận cơ quan, những cái giác quan bên ngoài của mình ấy, tay chân, mắt, mũi, miệng, da, đúng không ạ? Đó là 5 cái giác quan bên ngoài. Vậy thì nếu như mà mình dùng 5 cái giác quan bên ngoài đó cho tất cả các hoạt động hàng ngày, nếu như 5 cái giác quan đó không được điều khiển bởi một cái bộ máy, một cỗ máy bên trong, đó là não bộ của mình, đó là tiềm thức của mình, thì thử hỏi 5 cái giác quan bên ngoài có làm việc được không? Chắc chắn là chưa dễ, đúng không ạ? Đó, bởi vì chúng ta cũng đã biết rồi, tất cả mọi thứ bên ngoài đều được điều khiển bởi bộ máy bên trong. Suy nghĩ của chúng ta sẽ điều khiển cái hành động của mình, đúng không ạ? Suy nghĩ của chúng ta sẽ tạo nên cái kết quả cho mình. Giống như hôm qua Phương vừa chia sẻ với chúng ta đấy, gốc rễ của mình thì tạo nên hoa trái. Đó, gốc rễ của chúng ta thì tạo nên hoa trái, đúng không ạ? Chính vì thế là quá trình làm việc của tâm thức của chúng ta cũng y chang như thế. Thì bất luận điều gì được ý thức của mình cho là đúng thì tiềm thức sẽ thừa nhận và khiến điều đó xảy ra. À, chúng ta thấy video không ạ? Bất cứ một điều gì mà ý thức của mình cho là đúng ha, thì tiềm thức sẽ chấp nhận và thực thi cái điều đó, điều khiển điều đó để tạo nên cái kết quả giống như niềm tin của mình. Thế nên nếu như mình nghĩ đến điều lành thì điều lành sẽ theo mình, và mình nghĩ đến điều dữ thì điều dữ sẽ tới. Đã bao giờ chúng ta đã nghe câu nói này chưa ạ? Đó chính là cách làm việc của tiềm thức mình đấy. Nó thể tiềm thức chúng ta làm việc hay không ạ? Tất cả những gì mà chúng ta hiện tại bây giờ cần làm là chúng ta làm cho tiềm thức của mình chấp nhận mọi ý niệm của mình, mọi ý niệm hay là mọi mục tiêu của mình. Ví dụ như trong cuộc sống chúng ta có những cái mục tiêu nào thì bằng một cách nào đó chúng ta phải nói, đúng không ạ? Chúng ta phải truyền đạt, chúng ta phải hiểu để mình làm cho tiềm thức chấp nhận cái ý niệm đó, để giúp cho mình biến ý niệm từ bên trong tâm trí của mình tạo nên kết quả bên ngoài. Bởi vì nếu như mình hiểu được cách, mình biết cách để mình làm thì mình đang vận dụng đúng
quá trình làm việc của tiềm thức theo ý như mình muốn. Nếu ngược lại, ngày hôm nay chúng ta chưa biết đến quá trình làm việc của tiềm thức thì chúng ta cũng đang đang ra lệnh cho tiềm thức của mình làm theo tất cả những cái mệnh lệnh của mình. Nhưng mà thường những cái mệnh lệnh đó là những cái suy nghĩ mà mình không để ý, mình vô tình mình gieo thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả, đúng không ạ? Bởi vì là tiềm thức của chúng ta chính vận hành được là nhờ sự liên kết giữa các ý niệm, nhờ sự liên kết giữa các ý niệm với nhau. Và ý niệm đó là gì ạ? Tiềm thức sẽ sử dụng tất cả mọi mảnh tri thức mà trong suốt cuộc đời của mình, từ nhỏ đến lớn, mình đã thu thập được, mình đã đưa nó vào trong kho dữ liệu của mình có tên là tiềm thức, hay chúng ta học ở trong quyển sách được tiến sĩ Joseph Murphy chia sẻ là tiềm thức của mình chính là một tủ hồ sơ. Anh chị em mình còn nhớ nữa không ạ? Tiềm thức là một người giám sát vô hình theo dõi, ghi chép lại tất cả những gì trong quá khứ, trong hiện tại, vào trong rãnh sâu tiềm thức của chúng ta để tạo nên những cái dữ liệu, tạo nên những cái tệp hồ sơ, và đâu đó nó sẽ tạo nên hệ thống niềm tin. Tất cả những cái dữ liệu đó nó sẽ tạo nên hệ thống niềm tin, và hệ thống niềm tin đó sẽ hình thành nên tính cách, hình thành nên thế giới quan cho mình. Thế nên là anh chị em chúng ta biết được là thế giới quan của chúng ta được hình thành nên từ ba yếu tố cơ bản đấy. Yếu tố đầu tiên là thông qua lời nói, đúng không ạ? Thông qua những cái lời nói mà chúng ta nghe được, mình đưa vào mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình. Thứ hai là thông qua khuôn mẫu. Khuôn mẫu có nghĩa là những gì mình nhìn thấy, mình sao chép lại, mình mô phỏng, mình làm theo. Đó là khuôn mẫu. Và một cái yếu tố thứ ba nữa chính là thông qua những cái trải nghiệm của cuộc đời mình. Những cái trải nghiệm nghiệm từ nhỏ đến lớn. Và tất cả những cái trải nghiệm đó nó sẽ hình thành nên thế giới quan của mình. Đó chính là khi mà mình vào môi trường thì mình sẽ biết học được cách hiểu được là thế giới quan của chúng ta được hình thành nên từ đâu, đúng không ạ? Thế nên khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu quy luật vận hành của tiềm thức mình. Vậy thì tiềm thức của chúng ta hoạt động dựa trên ba quy luật. Quy luật đầu tiên là quy luật niềm tin. Lý do vì sao tiềm thức của chúng ta vận hành dựa vào quy luật niềm tin? Vậy thì mình tin cái gì đây? Đầu tiên mình phải tin là bên trong của mình có một kho báu, và kho báu đó chúng ta đã cho nó ngủ quên từ rất lâu, từ nhỏ tới lớn rồi. Chúng ta đã chưa thức nó dậy và để cho nó ngủ quên rồi. Mặc dù cái kho báu đó nó có dữ liệu rất là lớn, nó có một cái kho báu rất là lớn để giúp cho mình chinh phục được mọi mục tiêu, nhưng đâu đó chúng ta chưa học được, chưa biết cách, chưa ai chỉ cho chúng ta để chúng ta khai phá nó. Thế nên là gì ạ? Tiềm thức của mình, chúng ta cần đầu tiên chúng ta cần phải tin là bên trong của mình có kho báu đó ha, và kho báu đó chính là tiềm thức. Vậy thì tiềm thức của mình được ví như là một mảnh đất màu mỡ, được ví như là một mảnh đất màu mỡ, và mảnh đất này thì nhân gieo trồng bất kỳ một hạt mầm, hạt giống nào mà ý thức của chúng ta lựa chọn và quyết định để gieo trồng vào.
Vậy thì cái hạt giống đó nó đến từ đâu? Hạt giống mà ý thức lựa chọn, ý thức quyết định để gieo vào trong mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình ấy, thì nó đến từ đâu? Anh chị em comment cho Phương một vài cái thông tin ha. Những cái hạt giống đó nó đến từ đâu ạ? Hạt giống đó là gì? Đúng chính xác ha. Hạt giống là những suy nghĩ. Hạt giống đó chính là những cái suy nghĩ. Vậy thì tất cả những cái hạt giống đó nó đến từ việc thông qua lời nói của mình được nghe này, đúng không ạ? Thông qua cái suy nghĩ của mình nghĩ này, thông qua những gì mình nhìn thấy, thông qua những gì mình đọc được, những gì mình trải nghiệm được trong cuộc đời của mình, đó chính là những cái hạt giống. Tất cả mọi thứ mình đã nghe, đã thấy, đã nhìn, đã sơ, đã đọc, đã nắm, đã trải nghiệm là những cái hạt giống mà mình đưa vào mảnh đất màu mỡ của mình. Và có một cái điều rất là tuyệt vời, tiềm thức của chúng ta thì không phân biệt hạt giống tốt hay là hạt giống chưa tốt, hạt giống tích cực hay là hạt giống tiêu cực. Tất cả mọi hạt giống một khi mà ý thức đã lựa chọn và đưa vào rồi thì ngay lập tức tiềm thức sẽ ươm mầm thành cây trái, thành hoa quả, thành kết quả bên ngoài cho mình. Thế nên là chúng ta thấy ý thức và tiềm thức quan trọng không ạ? Đó cũng chính là lý do vì sao chúng ta đồng hành trong môi trường để mình học đấy. Mình học để mình làm chủ được cái tâm thần trí của mình biết chức năng, mình biết vai trò của ý thức làm gì, tiềm thức làm gì. Đó, ý thức của chúng ta thì có một cái chức năng quan trọng, đó chính là gì ạ? Lựa chọn và quyết định, giống như việc chúng ta lựa chọn ngành nghề gì, lĩnh vực gì, đúng không ạ? Hay là chúng ta lựa chọn lấy một người chồng như thế nào, người vợ như thế nào, hoặc là chúng ta lựa chọn đọc quyển sách gì, lựa chọn môi trường nào, đó chính là cái sự lựa chọn, đó chính là ý thức đang làm việc đấy. Sau khi lựa chọn rồi, có quyền nữa là quyết định tất cả những cái lựa chọn của mình để đưa vào mảnh đất màu mỡ. Giống như việc mình lựa chọn thi trường đại học sư phạm, mình lựa chọn rồi mình quyết định mình vào trường đại học để mình học, đúng không ạ? Hiện tại bây giờ chúng ta cũng lựa chọn môi trường, vào khung giờ buổi tối chúng ta lựa chọn và chúng ta đã lên Zoom chúng ta học tập cùng nhau, đó chính là ý thức đang làm việc. Vậy thì tất cả những cái kiến thức mà chúng ta nghe mỗi ngày như thế này, nó sẽ dần dần từng bước lắng sâu vào trong rãnh của tiềm thức và được tiềm thức lưu trữ lại. Tất cả những cái thói quen của mình chính là gì ạ? Được tiềm thức cất giữ. Cho nên là tiềm thức, bảo chữ giám mô phi mới có câu nói là tiềm thức là nơi cư ngụ những thói quen đó. Thói quen của chúng ta mỗi ngày nghe gì, nói gì, nhìn gì, đúng không ạ? Trải nghiệm cái gì là những cái thói quen nó được tiềm thức của mình ghi lại tất cả. Và tất cả những gì mà tiềm thức ghi lại thì chúng ta nhớ rằng là đó chính là những cái hạt mầm mình gieo vào rồi thì chắc chắn mình sẽ gặt, đúng không ạ? Và có một cái quyền năng nữa của ý thức, đó là gì ạ? Ý thức của chúng ta có quyền loại bỏ sự ám thị. Ý thức của chúng ta có quyền loại bỏ sự ám thị ha. Sự ám thị có nghĩa là tất cả những gì tác động từ bên ngoài, những gì nói đến mình, những cái gì mà ảnh hưởng đến mình từ mọi nguồn lực từ bên ngoài, thì ý thức của chúng ta có quyền loại bỏ. Giống như việc là gì ạ? Giống như việc chúng ta đi đi ăn ha, chúng ta đi ăn nhưng mà có những cái món ăn mà chúng ta không thích, nhưng mà như ạ, bàn của chúng ta gọi ra thì chúng ta có quyền không ăn, đúng không? Chúng ta không thích thì chúng ta không ăn. Thì cùng tương tự như thế, nếu như mà chúng ta đang sống trong một cái môi trường chưa được tích cực, chúng ta buộc phải nghe những cái ngôn từ, những cái lời nói, những cái hình ảnh mà chúng ta không thích thì sao ạ? Chúng ta đừng chấp nhận, đúng không? Chúng ta hãy loại bỏ ra. Chúng ta có cách để mình loại bỏ, đó chính là không nghe, không nói,
đúng không? Không phản kháng, không phản ứng. Một là chúng ta rời đi. Hiện tại bây giờ chúng ta đang trong quá trình luyện tập ý thức và tiềm thức để mình làm chủ, để mình hợp nhất ý thức và tiềm thức. Thì cách tốt nhất, nếu như đang trong cái môi trường mà chưa hỗ trợ cho mình có những cái tư duy tích cực ấy, thì ngay lập tức chúng ta hãy im lặng, nói tự nói câu quyền năng của tiềm thức để mình bảo vệ là gì ạ? Tôi thủy thủ tôi an toàn. Đó, tôi thủy thủ tôi an toàn. Khi mình nói xong câu nói này rồi thì bắt đầu mình hãy gieo lại cái hạt mầm cho mình. Hạt mầm là gì ạ? Là tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Đó, chúng ta vừa loại bỏ mà chúng ta vừa vừa gieo trồng. Đúng không? Bởi vì nếu như mà mình loại bỏ không á, mà mình không gieo trồng thì giống như cái mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình, giống như một cái mảnh vườn của mình vừa nhổ cỏ dài rồi, mình để cái mảnh đất hoang về, mình để cái mảnh đất trống về thì chắc chắn cỏ dài nó lại mọc lên. Đúng không ạ? Cho nên mình vừa làm đất, mình vừa nhổ bỏ đi những cái cây cỏ dài, mình vừa loại bỏ đi những cái câu nói không tích cực từ tất cả mọi người xung quanh, làm ảnh hưởng đến cái niềm tin của mình, động lực của mình. Thì chúng ta cần phải song song với cái việc loại bỏ đó, chúng ta cần phải gieo vào niềm tin cho mình, gieo vào hạt mầm cho chính bản thân của mình. Đó chính là nói cụm từ tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Được không ạ? Anh chị em mình chúng ta làm được không ạ? Nếu như làm được chúng ta comment cho Phương chỉnh số 2 nha. Cụm từ tôi thành công, tôi giàu có, nó có tác dụng thanh tẩy tất cả những cái điều không tốt đến với cuộc đời của mình. Thế nên chúng ta cần phải nói liên tục, đúng không? Đó, cần phải nói liên tục. Hoặc có một trường hợp nữa, sau khi chúng ta đã loại bỏ cái sự ám thị từ bên ngoài rồi, nhưng mà đâu đó bên trong của mình vẫn còn những cái gốc rễ cũ ấy, là những cái tiếng nói nhỏ sâu thẳm bên trong của mình, do chính những cái trải nghiệm trong cuộc đời của mình có, thì nó lại trỗi lên ha, nó lại trỗi lên, nó sẽ kéo mình mất cái sự tập trung với mục tiêu của mình. Hoặc đâu đó mình lại suy nghĩ, tâm của chúng ta nó chưa đồng nhất với cái thân của chúng ta, đúng không ạ? Cái thân của chúng ta đang ngồi tại đây, nhưng mà cái trí của chúng ta, cái tiềm thức của chúng ta lại lơ lơ đi đâu, tập trung đi một cái vị trí khác, tập trung đi một cái mục tiêu khác. Thế nên là gì ạ? Ngay lúc này, ngay bây giờ chúng ta lại tiếp tục sử dụng câu nói quyền năng của tiềm thức. Đó là gì? Hãy bình tĩnh, hãy yên lặng nào, ta đang nắm quyền kiểm soát. Đó, khi mà chúng ta nói câu nói này ra thì ngay lập tức tiềm thức và ý thức của chúng ta được 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 gì ạ? Được bảo vệ một cách an toàn từ tiếng nói nhỏ sâu thẳm bên trong. Thế nên là có nhiều anh chị em khi mà mình tuyên bố mục tiêu, mình vào môi trường mình học cũng thế, công thức hay quá, mình tuyên bố là tôi là người thành công, tôi là người giàu có, thì sao mà đôi khi mình nghe bạn mình, nghe bố mình, mẹ mình, hoặc là vợ mình, chồng mình bảo là có tỉnh ông đấy, hoặc là như thế này như thế kia, thôi chúng ta cứ im lặng mà cười, và chúng ta tự mình nói câu nói thôi. Hoặc là ví dụ có nhiều bạn ấy muốn thay đổi môi trường, thì khi khi nói chuyện với gia đình của mình là con muốn là thay đổi môi trường, vào để ở gần những người thành công để con học tập, con phát triển, thì đâu đó chúng ta bị bố mẹ mình hoặc người thân yêu mình cản mình, đúng không ạ? Cản mình thì sao ạ? Vừa cả tiếng nói nhỏ bên trong, vừa cả tiếng bên ngoài, lực tác động từ bên ngoài. Thế nên là chúng ta cần phải gì ạ? Ngay lúc này, ngay bây giờ chúng ta cần phải nói với tiềm thức là tôi thành công trong tất cả mọi việc nhờ sức mạnh của tiềm thức. Bởi vì tiềm thức của chúng ta làm việc là bất chấp mọi dấu hiệu không đồng thuận, đúng không ạ? Tất cả mọi dấu hiệu không đồng thuận từ bên ngoài lẫn bên trong thì tiềm thức của chúng ta có quyền năng loại bỏ hết tất cả. Đó, thế nên anh chị em chúng ta nhớ nha. Từ trước đến nay này, từ trước đến hiện tại bây giờ, có ai nói cho chúng ta biết những cái điều này không? Đó, bố mẹ chúng ta có nói với chúng ta không này? Thầy cô giáo, những người yêu thương chúng ta có nói với chúng ta về cái điều này hay không? Nếu như mà nói thì chắc chắn rồi, ý thức của chúng ta, tiềm thức của chúng ta sẽ có dữ liệu khác rồi, đúng không ạ?
Do chúng ta chưa được học, chúng ta chưa được ai nói, ai kể cho chúng ta nghe về quyền năng ý thức và tiềm thức, cho nên là chúng ta vô tình để cho để cho mảnh đất màu mỡ tiềm thức của chúng ta thoải mái đón nhận tất cả mọi hạt mầm, thoải mái đón nhận hạt mầm tích cực, hạt mầm tiêu cực, niềm tin thành công, niềm tin không thành công, đúng không ạ? Đó lý do bởi vì sao ạ? Từ 0 đến 7 tuổi, giai đoạn chúng ta từ 0 đến 7 tuổi là cái giai đoạn mà ý thức chưa làm việc được mạnh, ý thức của chúng ta chưa làm việc được. Đó cũng chính chúng ta nhìn thấy con của chúng ta là biết à. Nếu như con của mình từ 0 đến 7 tuổi, mình nói cái gì con của mình cũng tin, đúng không ạ? Bởi vì ý thức làm việc là do qua trải nghiệm cuộc sống, đúng không ạ? Đó, do có những kiến thức thông tin từ môi trường, từ gia đình. Nhưng mà con của chúng ta từ 0 đến 7 tuổi, hay là chính bản thân mình ngày xưa từ 0 đến 7 tuổi thì giai đoạn đó ý thức của mình hoạt động chưa nhiều. Đó, cho nên là nói cái gì là tin cái đó, đúng, nói đúng là tin đúng, nói sai là tin sai, nói tốt là tin tốt, nói vàng là màu vàng, màu đỏ là màu đỏ, đúng không ạ? Đó, chúng ta hãy nghiêm lại là chúng ta biết. Thế nên trong cái quá trình giai đoạn đó thì tiềm thức của chúng ta giống như là được mở cửa vậy đó. Mảnh đất màu mỡ tiềm thức của chúng ta không có ai canh gác, không có người gác cổng. Thế thì mình nghe tất cả những gì xung quanh cuộc sống của mình là ngay lập tức mình tin và mình đưa nó vào trong cái mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình liền. Đó, đưa vào hết tất cả mọi mọi cái niềm tin. Cho nên là bây giờ trong mảnh đất màu mỡ tiềm thức của tất cả các anh chị chúng ta ở đây này, nó đầy rẫy những cái hạt giống, đầy rẫy những cái hạt mầm, đầy đủ tất cả các chủng loài luôn. Chúng ta thấy không ạ? Đầy đủ luôn, chủng loài gì cũng có, hạt mầm thất bại cũng có, hạt mầm thành công cũng có, đúng không ạ? Niềm tin với người thành công cũng có, niềm tin với sao ạ, ghét người thành công cũng có, thì cái gì cũng có ở trong cái mảnh đất màu mỡ của mình. Đó là lý do vì sao chúng ta chưa có cái kết quả lớn đấy, đúng không ạ? Chúng ta chưa đạt được những cái kết quả như mình mong muốn. Bởi vì tất cả những cái hạt mầm đó thì một khi mà chúng ta đã gieo vào rồi thì nó sẽ gì ạ? Tiềm thức cứ thế làm việc thôi, ươm và nảy mầm thành ra mình. Ươm mầm và nảy mầm thành cây trái. Thế nên thế nên nếu như mà anh chị em chúng ta là mình không có môi trường ấy, mình không có môi trường thì tất cả những cái hạt mầm, hạt giống đó nó càng nảy mầm thành cây trái càng nhanh nữa. Bởi vì sao ạ? Chúng ta sẽ mỗi ngày lặp đi lặp lại nó rất là nhiều. Mình lặp đi lặp lại nhiều thì giống như việc mình đang cung cấp chất dinh dưỡng cho cả những cái hạt mầm, hạt giống đó vậy. Phương ví dụ như trong mảnh đất màu mỡ tiềm thức của chúng ta ha, có một cái hạt mầm là niềm tin, khó lắm, sợ lắm, làm cái gì cũng khó thôi, mình làm không được, bởi vì nhà mình nghèo, bởi vì khả năng mình không đủ, kiến thức mình không có, mình mối quan hệ mình không có, thế nên là sao ạ, mình làm không được đâu, họ làm được chứ mình làm không được đâu, công việc đó bạn nó làm được, bạn nó giỏi mình làm không được, đúng không? Đó, đó là những cái niềm tin, những cái hạt mầm mình đã gieo đấy. Và nếu như với những cái niềm tin hạt mầm đó thì chắc chắn rồi, mấy tầng nào thì hút mấy tầng đó, mình thể sống trong một cái môi trường hoàn toàn là những người tương tự tương đồng giống như cái niềm tin của mình, đúng không? Cũng than vãn, cũng kể lể, cũng khó khăn, cũng sợ hãi. Thế nên là theo anh chị em chúng ta, với những cái hạt mầm như thế, với những cái chất dinh dưỡng mà tưới tắm mỗi ngày cho cái hạt mầm đó là như thế, thì kết quả của chúng ta đón nhận được bên ngoài là gì? Kết quả mình đón được bên ngoài là gì ạ? Chắc chắn rồi, là chưa giàu, đúng không ạ? Đó, chắc chắn rồi. Và tiềm thức của chúng ta rất hay nha, tiềm thức của chúng ta không cho chúng ta nghèo liền đâu. Không cho mình nghèo liền đâu, mà tiềm thức của mình sẽ cho mình thu đến với mình những cái nguồn lực, những
cơ hội kinh doanh, những công việc, những cơ hội đầu tư, hay là một cái điều gì đó đến để làm cho mình, làm cho cái số tiền của mình gì à, vơi đi, cạn đi, rồi chưa dương, chưa dư, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Nếu như đúng thì chúng ta comment cho Phương đúng nha, rất đúng ha. Nếu như chưa đúng thì chúng ta comment là chưa đúng, quá đúng. Bởi vì những cái hạt mầm này bằng mắt thường chúng ta không hề nhìn thấy, do bởi chúng ta gieo từ nhỏ tới lớn mà nó đã là gốc rễ rồi, cho nên chúng ta không nhìn thấy gốc rễ của mình. Bằng mắt thường không bao giờ chúng ta nhìn thấy đâu, đúng không ạ? Chỉ khi chúng ta vào một cái môi trường học những cái kiến thức, những cái tư duy của người thành công, rồi chúng ta làm cái quy trình để chúng ta bật, chúng ta nhìn thấy con người bên trong của mình, nhìn thấy cái gốc rễ của mình, nhìn thấy hạt mầm của mình, thì lúc đó chúng ta mới là à có kết quả mới được. Còn nếu như không bình thường để gọi để cái gốc rễ cũ đó, cách làm cũ đó, thì chúng ta không bao giờ mong cầu có một kết quả mới được. Đó, hiện tại bây giờ chúng ta đang đọc quyển sách 17 tư duy triệu phú ha. À, đang đọc cái quyển sách Bí mật tư duy triệu phú, thì chúng ta được học 17 bộ tư duy của người giàu và người chưa giàu. Thì chúng ta thấy không ạ? Hai hạt mầm rất là khác biệt, một hạt mầm của người giàu, một hạt mầm của người chưa giàu, đúng không? Chúng ta nhìn thấy, chúng ta được phân tích, chúng ta nghe, chúng ta so sánh, thì sau đó chúng ta mới biết được là à, gốc rễ của mình có cái hạt mầm gì. Chứ bây giờ chúng ta không có hề quy chiếu để chúng ta so sánh, làm sao chúng ta biết được cái hạt mầm bên trong tâm trí của mình, bên trong gốc rễ của mình là gì, đúng không ạ? À, những cái cây trái, ví dụ như đây Phương có cái cây này ạ. À. Phương có những cây này nha, chúng ta nhìn xem này. Ví dụ như ở đây thì cái trái ở bên ngoài thì chúng ta nhìn được, đúng không? Trái, hoa trái bên ngoài thì chúng ta nhìn được. Thì gốc rễ ở dưới lòng đất như thế này chúng ta làm sao mà nhìn được, đúng không? Gốc rễ chính là những cái hạt mầm mà trong tâm trí của mình đấy, mình không bao giờ nhìn được, đúng không ạ? Đó, cho nên là cái mảnh đất màu mỡ này là do mình gieo trồng này, những cái hạt mầm này là do mình này. Đó. Và hiện tại bây giờ đến đến tương lai, hiện tại ngày hôm nay tất cả những anh chị em đang ngồi học trong Dung như thế này này, đến tương lai về sau là những cái hạt mầm này là đều do mình chủ động để mình lựa chọn, mình gieo. Có thể từ ngày xưa trong quá khứ đến hiện tại bây giờ chúng ta vô tình, chúng ta chưa biết, chưa làm chủ được, thì nó có thể là à gì ạ, tự nhiên nó vào, giống như mảnh đất màu mỡ của mình không có người gác cổng ấy, chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa ý thức được để ý thức của mình lựa chọn và quyết định để đưa vào và gieo vào đây, thì xem như là gì ạ, xem như là lỡ rồi thì gặt thôi, đúng không ạ? Lỡ rồi thì chúng ta đón nhận, chúng ta gặt thôi, chứ làm sao bây giờ, đúng không? Thế thì à, gặt rồi thì bây giờ sao ạ? Gặt rồi thì bây giờ chúng ta hãy, một là chúng ta hãy nhổ cái cây này đi, nhổ hết đi làm vườn lại. Hai là vẫn để cái cây này nhưng mà gieo trồng thêm một cái cây khác, gieo trồng lại cây mới, đúng không ạ? Đó, một là chúng ta để cái phiên bản cũ của mình này đón nhận kết quả cũ, hai là chúng ta phải học cách để mình nhổ bỏ gốc rễ cũ, thay đổi hoàn toàn con người cũ bên trong của mình, thay đổi hoàn toàn cái hệ thống niềm tin bên trong của chúng ta để mình trở thành một phiên bản mới. Cái cây thì chúng ta có thể thay, chúng ta gieo trồng cây mới, con người của mình làm Được. sao mình thay được? Con người của mình thì mình cần phải học cách để mình nhổ bỏ gốc rễ cũ, thay đổi hệ thống niềm tin, thay đổi hệ thống tư duy bên trong của mình để mình tạo nên một phiên bản mới, tạo nên một con người mới, thì lúc đó chúng ta sẽ có kết quả mới, đúng không ạ? Thì ví dụ như ở đây ha, nếu như gốc rễ của mình là người có tư duy là 23 tỷ. Đó, thì hoa trái của chúng ta là gì ạ? Hoa trái kết quả của mình là 23 tỷ. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta cần phải thay đổi lại thôi. Dễ, dễ để mình thay đổi. Nếu như mình có môi trường. Thế nên là Phương thường chia sẻ với anh chị em mình ấy, nhìn vào kết quả bên ngoài là biết được tư duy của bạn đến đâu, biết được hệ niềm tin của bạn như thế nào, đúng không ạ? Nhìn vào cái kết quả bên ngoài, bạn có tổng tài sản là 23 tỷ, thì biết chắc chắn rồi cái bộ gốc rễ của bạn có
bộ tư duy là 23 tỷ rồi. Và khi mà có bộ tư duy 23 tỷ thì chắc chắn người đó có cái niềm tin lớn rồi. Có niềm tin lớn mới tạo ra được cái hệ tư duy, đúng không? Về tiếp nạp được cái hệ tư duy này vào trong cái mảnh đất màu mỡ tiềm thức, thì lúc đó mới tạo ra cái kết quả bên ngoài. Thế nên là cái thế giới bên trong sẽ tạo nên thế giới bên ngoài. Nói đi rồi nói lại, đúng không? Tất cả mọi thứ bên trong nó đều vô hình, mà vô hình thì tạo nên hữu hình, mà tất cả những gì vô hình thì chúng ta thường chưa dễ để tin. Cho nên là khi mình học tiềm thức thì quy luật đầu tiên anh chị em chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết, cần phải rõ, đó là niềm tin nó sẽ quyết định tất cả. Ngày hôm nay cho dù chúng ta nghe Phương nói tất cả những kiến thức này rất là hay, chúng ta thấy bạn mình ứng dụng rất là tốt, nhưng mình không tin thì không có những cái điều tốt đến với mình, đúng không ạ? Mà mình tin thì chắc chắn tất cả những cái điều tốt nó sẽ đến với mình, bởi vì mình tin mình làm theo đó. Mình không tin thì mình không làm theo, và mình làm theo cách của mình thì cách của mình thì theo kết quả cũ của mình thôi, đúng không ạ? Thế nên quy luật đầu tiên là quy luật niềm tin. Việc của chúng ta là tin tưởng để cho tạo điều kiện cho tiềm thức của mình hưởng ứng, thu hút nguồn lực về để giúp cho mình thực thi, gieo vào hạt mầm tiềm thức của chúng ta. Và có một cái điều rất là hay khi mà chúng ta học về tiềm thức ấy, khi chúng ta học với Phương ở trong môi trường của chúng ta có rất là nhiều anh chị em hay lắm mình chép lại thêm này rồi mình học này, đó rất là nghiêm túc. Có nhiều anh chị em tầm 3 ngày thôi, 3 đến 5 ngày thôi là kết quả về rất là tốt rồi đó. Có rất là nhiều anh chị em bình thường thì bố mẹ không cho tiền không cho đất, không cho cái gì tất, nhưng mà khi học tự nhiên bố mẹ cho tiền đó. Phương có mấy người bạn của Phương đấy, bình thường thì chỉ không nghe bố mẹ cho cái gì cả, nhưng tự nhiên học chép lại trên được 1 tuần 10 ngày thì mẹ bảo là đợt này mẹ cho 100 triệu đó. Giống cụ thể giống như doanh nhân Mỹ Sophia Vương của chúng ta này, đúng không? Trong đợt dịch dịch đấy ra mục tiêu, đặt mục tiêu là dịch thì làm sao mà làm kinh doanh được, đúng không ạ? Ra mục tiêu là 100 triệu tổng lợi nhuận, không biết là từ đâu về, nhưng mà cứ ra mục tiêu như thế. Thì tự nhiên mẹ mẹ gọi điện cho 100 triệu. Theo anh chị em chúng ta đó là nguồn lực tiềm thức thu hút cho chúng ta, hay là tự động mẹ mình cho mình? Chúng ta comment giúp Phương đi. Nó comment tiềm thức thu hút về cho mình Có rất là nhiều người vẫn không tin, vẫn không tin. Mà Phương giải thích về chúng ta nha. Thứ nhất là khi mà mình đã đặt mục tiêu là lúc mình đã phát ra tần số năng lượng ở vũ trụ là mình chinh phục mục tiêu là 100 triệu, và cái tần số năng lượng đó sẽ được vũ trụ tìm kiếm nguồn lực cho mình, có một cái nguồn lực là 100 triệu. Và cái nguồn lực đó thì sao ạ? Có thể mẹ của mình đã chuẩn bị sẵn 100 triệu cho mình rồi, nhưng mà những cái thời điểm trước là mình chưa phát sóng ra, mình chưa gửi cái tần số năng lượng cần 100 triệu ra vũ trụ, thế nên là mẹ mình vẫn cất, bố mình vẫn cất, đúng không ạ? Vẫn cất không cho mình đâu, không nói gì với mình cả. Nhưng mà chính tại cái thời điểm mình phát cái tần số sóng năng lượng mình cần cái số tiền đó ra, thì cái vũ trụ tiềm thức sẽ tìm một cái cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để giúp cho mình chinh phục mục tiêu của mình. Thế nên là cái tần số năng lượng đó hợp với tần số năng lượng của mẹ mình đã cất giữ 100 triệu đó để dành cho mình, đúng không ạ? Thế chính tại thời điểm đó là hai cái tần số đó nó giao thoa với nhau đó, thì tự nhiên là gửi nguồn lực cho mình thôi. Đó là cách làm việc của tiềm thức, đúng không? Ví dụ giống như ngày xưa Phương Phương bán đất đấy, Phương bán đất thì Phương Phương ra mục tiêu rằng là gì ạ? Giá là của mình, đất là của mình, giá là của mình, việc của mình là ra quyết định, quyết định giá như thế nào là việc của mình, không phải là việc của khách hàng, cũng không phải là việc của thị trường, đúng không ạ? Thời điểm đó mảnh đất của Phương tầm khoảng là 500 triệu thôi, nhưng mà giai đoạn là Phương ra mục tiêu là 700 triệu. Phương, bởi vì Phương học bộ công thức thu hút nguồn lực rồi, mua bán bất kỳ sản phẩm nào bằng chính cái sức mạnh của mình, thì Phương ra mục tiêu là 700 triệu thì đúng chính xác luôn, đúng chính xác. Cả một cái nguồn lực, họ có một cái số tiền là 700 triệu đến, và họ khớp với cái tần số năng lượng của mình, đúng không ạ? Thế nên là họ khớp thì họ mua đúng chính xác với cái số tiền là 700 triệu.
đúng không ạ? Thế nên là anh chị em chúng ta nhớ nha, khi mà chúng ta học tiềm thức ấy, đặc biệt là chúng ta chép, thì công thức của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta có được rất nhiều cái sự vi diệu trong cuộc sống của mình, gia đình của mình, chồng của mình, vợ của mình, tất cả những người yêu thương xung quanh mình liên quan đến chính bản thân của mình ấy, là gì ạ? Nguồn lực tiềm thức sẽ hấp dẫn về cho mình rất là dễ. Thế nên là một người học mà cả nhà về tiền, một người học mà cả nhà hạnh phúc là vì thế, đúng không? Thế nên là có thể có những anh chị em mà mình học ấy được tiềm thức hưởng ứng, tự nhiên có nhiều người bạn tặng quà. Bình thường thì không tặng, bây giờ học thì lại tặng, đúng không ạ? Học rồi khai thông thì tiềm thức cho chúng ta là tiếp tục là gì ạ? Tiền về nhiều hơn đó. Và có chu kỳ trước đấy có bạn mỹ duyên, bạn học trong môi trường của chúng ta, bạn ứng dụng sức mạnh tiềm thức, có người thầy của bạn thất lạc từ rất là lâu rồi, nhưng mà khi bạn học xong rồi bạn đặt mục tiêu, bạn phát ra tần số sóng năng lượng về người thầy đó, tự nhiên có một tuần là người thầy đó gọi điện lại cho bạn, mà rất là lâu năm rồi, thầy đã thất lạc từ rất là lâu năm rồi. Chúng ta thấy video ạ. Hay là có cái câu chuyện ở trong sách mà tác giả Joseph Murphy chia sẻ cho mình ấy, về câu chuyện của bà Ruth ấy. Bà năm nay đã 75 tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn mong muốn có một người chồng lý tưởng. 75 tuổi, quả phụ đã rất là lâu rồi, con cái trưởng thành nhỉ rồi, bây giờ ở một mình, đặt mục tiêu ra đó là có một người chồng lý tưởng thu hút đến với mình ngay lập tức. Thế là bà đã hình dung tưởng tượng, chỉ có sau 2 tuần liên tục bà hình dung tưởng tượng theo công thức là đã thu đến với bà một người chồng lý tưởng, đó chính là một vị dược sĩ đã nghỉ hưu. Và sau đó hai người đã đi hưởng tuần trăng mật. Để chúng ta thấy câu chuyện hay không? Đó, rất là hay ha. Hoặc là câu chuyện của cô gái Nina đấy. Cô Nina thì đi qua một cái cửa tiệm và nhìn thấy một cái chiếc túi xách rất là đẹp luôn. Và lúc đầu tự nhiên cái suy nghĩ của cô, cái ý thức của cô mới toát lên một cái tiếng nói nhỏ là cái túi xách đó nhiều tiền quá, mình không đủ khả năng để mua. Đó là ý thức đang làm việc. Nhưng mà ngay lập tức cô đã nhớ đến là học công thức của tiến sĩ Joseph Murphy. Cô đã thay đổi lại là gì ạ? Chiếc túi xách đó là để bán, và lòng mình đã đón nhận nó là của mình. Cô đã thay đổi lại hoàn toàn và khẳng định là nó là của mình. Thế thì sau ngày mai có vị hôn phu của cô đến để tặng quà cho cô đúng chính xác cái túi xách đó luôn. Chúng ta thấy không ạ? Chỉ có tiềm thức mới làm việc được như thế thôi. Cho nên là tiềm thức nó nằm ở trong tâm trí của mình, nó chiếm đến 90% rồi. Quan trọng là chúng ta có niềm tin để mình khai phá, để mình sử dụng nó hay không cho tất cả mọi mục tiêu của mình hay không thôi. Còn nếu như sao ạ? Nếu như mình không tin thì sao? Không tin thì vẫn có kết quả, nhưng mà kết quả ngược lại với điều mình thích, điều mình muốn. Được không ạ? Vậy nên là công việc của mình, nhiệm vụ của mình, sau khi mình hiểu được cái sức mạnh bên trong con người của mình rồi, nó là của mình rồi, thì việc đầu tiên của anh chị em của chúng ta là cần phải làm chủ được cái suy nghĩ của mình, làm chủ được cái ý thức của mình này. Bởi vì tiềm thức của chúng ta thì thoải mái vô tư rồi, đúng không? Nhân cái gì cũng gieo thành hoa trái cho mình. Quan trọng là ý thức ở bên ngoài ấy, lựa chọn cái gì để mình đưa vào. Cho nên mình phải là người làm chủ cái tâm thân trí của mình, làm chủ 24 trên 24 giờ để cho cái ý thức của mình có cơ hội lựa chọn những cái hạt mầm, hạt giống tốt nhất để gieo vào. Chúng ta vào môi trường, chúng ta học thì chúng ta biết cách để mình làm chủ cảm xúc, làm chủ suy nghĩ. Khi mình làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ rồi thì chúng ta sẽ làm chủ được tất cả những cái hạt giống mình đưa vào, mình kiểm soát được tất cả mọi cái hạt giống. Nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cần phải có một cái sự tập trung, học tiềm thức, ứng dụng tiềm thức, vận hành các cái quy luật bất biến của vũ trụ, đặc biệt là quy luật hấp dẫn. Mọi thứ đến với mình đều do mình hấp dẫn. Thì chúng ta cần phải tập trung
kỷ luật nhất quán để chúng ta ứng dụng giúp cho mình có kết quả như mình muốn. Còn nếu như mà mình chưa tập trung, đôi khi để tiếng nói nhỏ bên trong kéo mình đi, mình cũng chẳng để ý luôn. Đó. Rồi sao ạ? Cái tâm của mình đặt ở một nơi, cái thân của mình đặt ở một nơi, cái mục tiêu của mình thì đặt ở một nơi nữa. Thế nên là bắt đầu tất cả mọi cái khó khăn nó lại xảy đến. Thế nên là bây giờ chúng ta học rồi, hiểu rồi, mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi kết quả mà chúng ta đã gặt, đúng không ạ? Chúng ta đã gieo, bây giờ chúng ta gặt thì chúng ta cần phải có trách nhiệm hoàn toàn 100% với những cái quyết định đó, với những cái kết quả đó. Bởi vì kết quả ngày hôm nay là do suy nghĩ của ngày xưa, do quá khứ chúng ta gieo trồng vào, ngày hôm nay chúng ta có kết quả như thế. Bây giờ là chúng ta sẽ gì ạ? Tương lai kết quả như thế nào là phụ thuộc vào suy nghĩ ngày hôm nay này, phụ thuộc vào thái độ, phụ thuộc vào hành động của chúng ta trong ngày hôm nay. Và Phương chia sẻ với anh chị em chúng ta một cái bí kíp để chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức tốt nhất và luật hấp dẫn tốt nhất, giúp cho chúng ta ứng dụng tốt nhất trong cuộc sống của mình. Đó chính là khả năng. Anh chị em chúng ta cần phải trang bị cho mình được một cái khả năng lựa chọn môi trường. Khả năng lựa chọn môi trường. Việc chúng ta lựa chọn môi trường để chúng ta dõi vào, chúng ta đặt mình vào trong cái môi trường có những cái hạt mầm tốt nhất. Đó là lợi thế của mình. Chúng ta lựa chọn mối quan hệ để chúng ta nói chuyện mỗi ngày. Chúng ta nghe những câu chuyện mỗi ngày, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn sách để chúng ta đọc mỗi ngày, lựa chọn bàn chơi, nó vô cùng quan trọng. Bởi vì chính những cái trải nghiệm mỗi ngày đó, nó sẽ tạo nên thói quen nằm trong rãnh của tiềm thức. Chúng ta có công nhận với Phương là mỗi cây thì nó sẽ trông phù hợp ở mỗi miền khác nhau không? Đúng không ạ? Ví dụ như trồng cây sầu riêng mà đưa ra ngoài Bắc trồng có được không ạ? Không được. Sầu riêng thì thường ở miền Nam thôi. Đó. Mùa nào thì cây nấy. Đó. Mùa nào thì cây nấy. Và vùng miền nào thì có loài cây phù hợp với cái vùng đất đó, với cái loài cây đó. Thì bản thân chúng ta cũng thế. Mình mong muốn có kết quả là thành công, giàu có, hạnh phúc. Thì bản thân mình phải tìm kiếm môi trường, tìm kiếm cái mảnh đất để mình gieo mình vào đó. Gieo mình vào đúng nơi thì chúng ta nhanh có kết quả. Nếu chúng ta gieo vào chưa đúng nơi thì chắc chắn rồi, kết quả nó không có, mà làm cho chúng ta mất mất đi thời gian. Bởi vì cái việc chúng ta gieo vào thì rất là dễ, nhưng mà để xóa đi, để nhổ bỏ đi thì chưa dễ. Cho nên đã là cái sự lựa chọn thì chúng ta cần phải lựa chọn chính xác ngay từ đầu, đúng không ạ? Từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa có sự lựa chọn, chưa hiểu, chưa biết về tiềm thức, thì bây giờ chúng ta đã hiểu rồi. Thế nên chúng ta hãy cho mình một cái sự lựa chọn, lựa chọn mình, hãy đặt mình vào môi trường năng lượng nhất, đỉnh cao nhất. Và Phương chia sẻ với chúng ta là ở trong môi trường hiện tại chúng ta đang tham gia đây là môi trường đỉnh cao nhất rồi, không cần tìm kiếm một cái môi trường nào nữa, không cần tìm kiếm hạt mầm nào nữa để chúng ta gieo rồi. Vào đây là chúng ta đã auto có hạt mầm rồi. Việc của mình là thả mình vào đây thôi, nghe một cách thụ động cũng có kết quả, đúng không ạ? Học một cách thụ động chúng ta cũng có kết quả hơn hơn bên ngoài những anh chị em mà chưa được học rồi đó. Thế nên là rất là tuyệt vời ha. Nên có anh chị em, tất cả anh chị em chúng ta mà khi mình tham gia vào môi trường ấy, rồi mình học tập ha, mình học tập được một thời gian, sau đó mình phát hiện ra là do mình chưa thành công bởi vì do mình có cái niềm tin như thế này, do mình có những cái hạt mầm như thế này, mình thay đổi và cái dòng tiền của mình nó khá sẵn, đúng không ạ? Nếu như đúng thì chúng ta comment cho Phương cũng số 10.000.
Có anh chị em nào mà kinh doanh thua lỗ rồi gì ạ? Đầu tư thì đồng vốn, kinh doanh thì hàng tồn kho. Bây giờ vào học được một thời gian thì chúng ta thấy được là à, do mình có cái tư duy như thế, cái hạt mầm như thế, cho nên là ngày hôm nay mình có kết quả như vậy. Nhưng bây giờ thay đổi ngay lập tức là cái dòng tiền của mình nó khác đi. Chúng ta comment Phương xuống số 10 ngàn nha. Rồi đúng chính xác luôn ha. Phương nhìn thấy anh chị em chúng ta comment số 10 ngàn rất là nhiều lên. Đó là lý do vì sao ngày hôm qua Phương cùng với anh chị em mình phân biệt hai cái tư duy tích cực và tư duy hỗ trợ cho sự giàu có đấy. Đúng không ạ? Mình làm bài tập là viết ra tất cả những cái tư duy tích cực, sau đó gạch đi, viết lại, chuyển thành tư duy hỗ trợ cho sự giàu có. Để mình đạt kết quả là thành công, là giàu có như mình muốn, đúng không ạ? Bởi vì ngày xưa đến hiện tại bây giờ chúng ta được gieo rất là nhiều những cái hạt mầm không tích cực rồi. Những cái hạt mầm, những cái niềm tin không tích cực rồi. Cho nên là hôm nay chúng ta cần phải thay đổi lại, gieo lại tất cả mọi thứ, gieo lại tất cả mọi niềm tin. Đó, bác Joseph Murphy chia sẻ cho mình rồi. Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là chúng ta hãy tự mình tuyên bố với chính bản thân mình là tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Anh chị em chúng ta làm được không ạ? Nếu như làm được thì chúng ta comment cho Phương là tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Ta comment cho Phương ở cũng chặt nha. Rồi, rất là tuyệt vời ha. Thế nên là khi chúng ta thay đổi thì vạn vật mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ thay đổi. Đời thay đổi khi suy nghĩ thay đổi. Có quyển sách chúng ta biết không? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đúng không ạ? Nên anh chị em chúng ta nhớ nha, rất là dễ thôi. Đó là quy luật đầu tiên là quy luật niềm tin. Vậy thì ngay lúc này chúng ta ứng dụng quy luật niềm tin bằng cách nào đây? Bằng cách là chúng ta hãy gieo lại hạt mầm, gieo lại hạt giống. Ví dụ như gieo lại cái hạt giống về tiền. Chúng ta yêu tiền để tiền yêu tôi yêu tiền để tiền yêu tôi, gieo lại, đúng không ạ? Rồi, hạt mầm thứ hai chúng ta cũng cần phải gieo lại nữa là hạt mầm về gia đình. Gia đình của chúng ta. Gia đình hòa hợp hạnh phúc. Luôn luôn phải gieo trong đầu mình là gia đình hòa hợp hạnh phúc. Và nếu lỡ mà trong gia đình có sự mâu thuẫn chưa hòa hợp được với nhau thì chúng ta hãy sử dụng cái cụm từ hòa hợp, nói tên mình và tên người cần hòa hợp để chúng ta chữa lành cái mối quan hệ, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ đối tác của mình, công sự của mình, bạn của mình, đồng nghiệp của mình chưa hòa hợp với mình đọc tên của mình và tên của đồng nghiệp mình, kết hợp từ hòa hợp, nói lặp đi lặp lại nhiều lần, gặp là nói, tự nhiên chúng ta chữa lành mối quan hệ. Rất là dễ, đúng không ạ? Rồi, hoặc ví dụ như chúng ta gieo lại cái niềm tin với đối tác làm ăn của mình, trong kinh doanh của mình ấy, chúng ta gieo lại là gì ạ? Đối tác của tôi có tâm sáng và tầm nhìn lớn. Công việc thì càng ngày càng phát triển, hoặc là công việc càng ngày càng phát đạt. Hoặc là gieo lại niềm tin với chính bản thân của mình. Bản thân của mình phải luôn luôn tự mình khẳng định, tự mình ám thị mình là tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Hoặc là mình gieo niềm tin với con của mình. Con tôi thông minh, thiên tài. Ngoan ngoãn, sáng tạo, là thiên tài. Đúng không ạ? Khỏe mạnh.
chúng ta hãy gieo, chúng ta hãy tập trung vào những cái điều chúng ta muốn ấy, những cái kết quả mình muốn thì mình hãy tập trung mình gieo vào. Hoặc là gieo lại niềm tin về sức khỏe của mình, là càng già càng khỏe, hoặc là càng lớn tuổi thì càng khỏe. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi xong một quy luật đầu tiên là quy luật niềm tin. Như vậy là tất cả những kiến thức, những ví dụ mà Vương chia sẻ với anh chị em chúng ta đã đủ niềm tin chưa? Chúng ta đã đủ niềm tin với tiềm thức bên trong của mình chưa? Nếu như đủ rồi thì chúng ta comment cho Phương là tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, để chúng ta đi sang hai quy luật còn lại. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Rồi, tuyệt vời quá ha. Anh chị em nhớ nha, mình là bậc thầy, chúng ta luyện tập, học nhiều, nghe nhiều, lặp đi lặp lại nhiều. Bởi vì chúng ta học một chu kỳ, chúng ta chưa nhớ đâu. Học ba chu kỳ chúng ta cũng chưa nhớ đâu. Đó, gốc rễ của mình hiện tại bây giờ mấy chục tuổi là chúng ta phải học mấy mấy chục chu kỳ. Thì như thế thì mới có khả năng là mình hợp nhất được ý thức và tiềm thức là một. Và khi mà mình đã hợp nhất ý thức và tiềm thức là một rồi thì rất là vi diệu luôn. Cuộc sống như ý mình muốn. Thế nên là cách làm giàu khôn ngoan nhất là học làm chủ tiềm thức của mình. Đúng không ạ? Làm chủ tiềm thức thì chúng ta làm chủ được cuộc đời. Rồi bây giờ chúng ta đi sang cái quy luật thứ hai ha, là quy luật tác động và phản ứng. Tác động và phản ứng có nghĩa là ý thức của mình là người gác cổng, là người đưa ra những cái quyết định, những lựa chọn, và tiềm thức là người thực thi lại phản ứng lại tất cả những quyết định mà ý thức đưa vào. Ví dụ như hôm nay mình đặt mục tiêu cho tiềm thức là được nhận quà, là ngay lập tức tiềm thức thực thi nguồn lực đến một cái món quà nào đó đến cho mình bằng một cái nguồn lực, bằng một con người nào đó đến để đưa cho mình. Đúng không? Bởi vì tiềm thức của mình là vô hình, không thể mang một cái món quà đến tặng mình, mà tiềm thức sẽ huy động một cái nguồn lực nào đó, có thể là bạn, có thể bố mẹ, anh chị em, người thân, đồng nghiệp đến tặng quà cho mình. Đúng không ạ? Đó chính là tác động và phản ứng. Thế nên là khi mà chúng ta học rồi, chúng ta hiểu được rồi là gì ạ? Trong cuộc sống của mình, tất cả mọi cái quyết định của mình đều có kết quả. Vậy thì tất cả những cái kết quả trong cuộc đời của mình đều do mình đưa ra, đều do mình lựa chọn, đúng không ạ? Mặc dù những cái lựa chọn đó đôi khi là vô tình, nhưng mà vô tình hay là hữu ý gì không biết, nhưng mà tiềm thức vẫn cứ thực thi, bởi vì chính ý thức của mình đã lựa chọn đưa vào. Đó chính là quy luật tác động và phản ứng đấy. Khi ý thức của chúng ta quyết định vào dung học tập, là ngay lập tức tiềm thức của chúng ta sẽ có cơ chế là gì? Cho chúng ta ghi nhớ được những kiến thức này và thích và ứng dụng tạo nên kết quả. Đó là tác động và phản ứng. Thế nên quy luật tác động phản ứng thì rất là dễ ha, dễ hiểu, dễ ứng dụng. Anh chị em chúng ta cứ nhớ là ý thức là người là khơi mào, ý thức là vì thuyền trưởng cuộc đời của mình, và vì thuyền trưởng đó phải leo lái con tàu đó đi đến đâu là việc của ý thức, và cái con tàu đó chính là ai ạ? Chính là cái tiềm thức của mình, chứ tiềm thức không tự động đi đâu, mà ý thức quyết định đưa nó đến đâu, đưa nó đi đâu thì nó sẽ đến đó, nó sẽ phản ứng, nó sẽ tác động lại đến đó. Thế nên là quy luật tác động phản ứng thì anh chị em chúng ta cứ nhớ cho Phương là tất cả mọi suy nghĩ của mình đều được tiềm thức hưởng ứng và thực thi. Thế nên chúng ta hãy làm chủ cái suy nghĩ để chúng ta kiểm soát được suy nghĩ của mình, đưa ra những cái kết quả đúng nhất, đưa ra những sự lựa chọn đúng nhất để giúp cho mình có được cái hạt mầm tốt nhất, kết quả tốt nhất. Và chúng ta hãy lập ra những cái mục tiêu nhỏ, những cái kế hoạch nhỏ làm việc trong ngày để chúng ta huấn luyện thói quen cho tiềm thức theo quy luật tác động phản ứng. Mỗi ngày chúng ta thiết lập ra cho mình 5 cái mục tiêu, hoặc là
nhiều hơn nữa thì càng tốt. Sau đó chúng ta theo dõi tiềm thức hưởng ứng nguồn lực cho mình, chúng ta nhận diện dấu hiệu và làm theo để giúp cho mình ghi nhận công ơn công lao của tiềm thức, mình biết ơn tiềm thức của mình để tiềm thức cho mình nhiều hơn nữa. Đó chính là cái sức mạnh bên trong của chúng ta ha. Rồi chúng ta đi sang cái quy luật thứ ba, quy luật tác động nỗ lực và nghịch đạo. Nỗ lực và nghịch đạo tức là như thế nào? Tiềm thức của mình có cơ chế bảo vệ chủ nhân, có cơ chế bảo vệ chủ nhân giống như ai ạ? Giống như mảnh đất màu mỡ của mình ấy, phải bảo vệ những cái hạt mầm mà ý thức đã gieo vào, phải bảo vệ rồi ươm mầm thành cây trái cho mình. Thì ý thức tiềm thức của chúng ta cũng y chang như thế, luôn luôn là nuông chiều chủ nhân, luôn luôn là muốn làm hài lòng chủ nhân, và nó rất là nhạy. Tiềm thức của chúng ta thì nó rất là nhạy ha, cái khả năng thôi thúc bên trong rất là lớn, tốc độ di chuyển rất là nhanh. Thế nên là nếu như mà mình chưa hiểu thì mình bị vướng phải cái quy luật nỗ lực nghịch đạo. Tiềm thức chúng ta ưa nhẹ nhàng, thích ngọt ngào, giống như đứa trẻ lên ba vậy. Nên chúng ta phải luôn luôn trong một cái trạng thái tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, không bị áp lực, không bị bức bách, không bị gì ạ. Không bị stress thì ngay chúng ta sẽ ứng dụng tiềm thức rất là dễ. Còn nếu như ngược lại, chúng ta để cho tiềm thức của mình trong cái trạng thái là lo lắng, sợ hãi, rồi gì nữa, hoang mang, rồi áp lực, thì tất cả mọi cái kết quả của mình không như mình muốn. Đó là nỗ lực nghịch đạo. Vâng, ví dụ như chúng ta có một cái mục tiêu là dậy sớm đọc sách, nhưng mà chúng ta chưa được có thói quen rèn luyện đọc sách mỗi ngày, nhưng mà chúng ta vẫn có thói quen là dậy đọc sách, và chúng ta nói là thôi mình cố gắng, bữa nay mình cố gắng để rèn luyện thói quen. Và chắc chắn rồi, tất cả những người nói cố gắng thì không bao giờ làm được luôn, bởi vì tiềm thức của chúng ta sẽ bắt từ khóa hiểu được cái từ cố gắng, và hiểu sâu được cái từ cố gắng có nghĩa là chủ nhân vẫn chưa quyết tâm quyết liệt, vẫn chưa cam kết để làm cái điều mà chủ nhân muốn. Thế nên mới cố gắng, là nó nằm ở một cái cấp độ là muốn thôi, đúng không ạ? Có ba cấp độ chúng ta đã học rồi đấy. Một là cấp độ lựa chọn muốn, muốn rồi lựa chọn, đúng không ạ? Cấp độ thứ ba là cấp độ quyết tâm. Có ba cấp độ. Thì bây giờ nếu như mình nói mình cố gắng thì chắc chắn tiềm thức của mình hiểu nôm na rằng là chủ nhân mình chưa chưa muốn dậy sớm, là đến cái giờ đó cho mình ngủ quên, cho mình không nghe tiếng báo thức là mình trễ giờ đọc sách. Thế nên là cứ như thế là không bao giờ mình rèn luyện được thói quen của mình. Hoặc ví dụ như khi chúng ta đi thi bằng lái xe ô tô, hoặc đi thi tất cả các cái chương trình thi mà chúng ta bị gì ạ, lo lắng, đúng không ạ? Chúng ta áp lực đó, tinh thần chúng ta chưa được thoải mái, là ngay lập tức chúng ta quên sạch, quên tất cả những kiến thức chúng ta học được, quên tất cả những cái kinh nghiệm chúng ta từng kinh qua để giúp cho mình có kết quả tốt hơn, chúng ta quên đó. Hoặc khi mà chúng ta đi làm việc gì chúng ta vội vã đấy, chúng ta vội vàng thì chúng ta cũng quên. Có rất là nhiều người anh chị em chia sẻ với Phương là mũ bảo hiểm đội đến đâu vẫn còn quên đi tìm mũ bảo hiểm, đến lúc đi vội vàng làm một cái việc gì đó đấy, mũ đội đến đâu sẵn rồi, đi tìm cái mũ, tìm mãi tìm hoài nó không biết tìm cái gì, tiệt tìm mũ bảo hiểm. Có nhiều người đi tìm chìa khóa, tìm đi tìm lại vẫn không thấy, nhưng sau khi bình tĩnh lại nói chuyện với tiềm thức, tìm chìa khóa cho chị cho anh, bình tĩnh lại một chút, chậm lại một chút, nhẹ nhàng thoải mái lại một chút, là ngay lập tức tiềm thức chỉ cho đúng cái vị trí có chìa khóa để mình lấy. Mà đúng cái vị trí lúc này mình vẫn tìm đó nhưng mà không thấy, kiểu gì mình áp lực quá tiềm thức nó che mắt của mình luôn, mình không thể nhìn thấy. Nhưng mà sau khi mình bình tâm lại, mình từ từ lại đó, mình dùng câu nói quyền năng của tiềm thức, thì sau đó mình được tiềm thức cho mình nhìn thấy cái chìa khóa nó nằm y chang cái vị trí đó. Và gì ạ, đó là cái quy luật nỗ lực nghịch đạo đấy.
Thế nên chúng ta hãy nói với tiềm thức của mình ha, nói ra mục tiêu của mình bằng một cái tâm thế thoải mái nhẹ nhàng, cứ thả lỏng cơ thể của mình ra. Và để ứng dụng cái quy luật nỗ lực nghịch đạo này, tốt nhất là anh chị em chúng ta có thói quen kỷ luật. Kỷ luật, chúng ta hãy kỷ luật với chính cái suy nghĩ của mình, hành động của mình, lời nói của mình, là chúng ta sẽ vượt qua được cái quy luật nỗ lực nghịch đạo này. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong ba quy luật. À, ba quy luật mà Phương vừa mới chia sẻ. Chúng ta nhớ để mình biết cách mình vận hành con người bên trong của mình nha. À, thế vậy nên là anh chị em chúng ta phải biết được bản chất bên trong của anh chị em chúng ta đã có sẵn cái sức mạnh này rồi. Chỉ có điều là chúng ta chưa biết để mình khai phá, để mình ứng dụng mà thôi. Đúng không ạ? Nên khi chúng ta vào môi trường, vào câu lạc bộ, thì chúng ta có bí kíp để giúp cho anh chị em chúng ta ứng dụng, khai phá, ứng dụng để cho thành công, nối tiếp thành công. Đó. Rồi gì nữa? Nên là điều đầu tiên là Phương muốn anh chị em chúng ta là có cho mình những cái mục tiêu ha. Mình phải cài đặt lại bằng được cái tư duy mới bên trong của mình, cài đặt lại cái niềm tin bên trong con người của mình. Đó. Giống như việc mình làm mới là cái khu vườn của mình ấy, cài đặt cho mình tư duy mới, niềm tin mới của người thành công. Việc thứ hai là chúng ta làm những cái quy trình, làm những quy trình để mình khai phá con người phi thường bên trong của mình, để chúng ta biết cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức, chúng ta biết cách vận dụng quy luật hấp dẫn một cách nhuần nhuyễn, thành thục, để gì ạ? Để mình đạt được mọi kết quả như mình muốn. Đó. Và một cái việc nữa là chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng bản thân chúng ta trong một trường năng lượng đỉnh cao. Trường năng lượng đỉnh cao bằng một cái sức khỏe hoàn hảo nhất, tốt nhất, để chúng ta đi trên hành trình chinh phục con người bên trong của mình, người hùng bên trong của mình. Đúng không ạ? Để làm được ba cái việc này thì chúng ta yên tâm, chúng ta có nhóm rèn luyện. Ha, chúng ta có nhóm rèn luyện khám phá rồi. Vào nhóm rèn luyện thì anh chị em chúng ta được dẫn dắt, được cầm tay chỉ việc, được dẫn dắt, được hướng dẫn để giúp cho anh chị em chúng ta bứt phá tất cả mọi thứ. Đó. Để giúp cho chúng ta gì ạ? Xây dựng phiên bản con người mới của mình. Chắc chắn là con người mới được hình thành thì kết quả mới được hình thành. Thế nên xin chúc cho toàn thể anh chị em chúng ta, những anh chị em nào đã ở trong nhóm rèn luyện rồi thì xin chúc mừng cho chúng ta ha. À, sắp tới đây chúng ta sẽ có làm những cái quy trình để mình đột phá con người bên trong của mình một cách triệt để luôn, giúp cho chúng ta chinh phục mục tiêu của năm 2024 này. Thế nên xin chúc cho anh chị em chúng ta, những anh chị em nào mà mình chưa thì mình lập mục tiêu và hỏi lại bạn của mình để mình được vào nhóm rèn luyện và học tập khám phá bí mật của sự giàu có ha. Rồi, rất là cảm ơn đến toàn thể anh chị em chúng ta rất là nhiều. Hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình ôn tập tiếp theo sau đây. Anh chị em chúng ta nhớ ha, gặp lại bạn của mình để ôn tập tổng hợp lại tất cả những kiến thức mình vừa học được, mình chiêm nghiệm để mình đưa vào trong rảnh của tiềm thức của mình. Đó, giúp cho mình ứng dụng tốt hơn. Rồi, Phương cảm ơn toàn thể anh chị em chúng ta rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại chúng ta sau chương trình ôn tập. Rồi, bye bye cả nhà.